Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Nam thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kết quả quét thử xổ số miền Nam: giải 8, Đài Vĩnh Long 54, Đài Bình Dương 29, Đài Trà Vinh 83. Giải 7, Đài Vĩnh Long 715, Đài Bình Dương 619, Đài Trà Vinh 169. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.